thấy mẹ nó nghèo quá, nó không nói, nó ôm nó chịu chết. Trời ơi trời. Nó ôm nó chịu chết rồi nó. Dạ. Thương nhất giờ là bỏ lại với đứa nhỏ này, nhìn dạ. Tội không ạ? Không cha không mẹ luôn, bây giờ nhỏ nó không cha không mẹ luôn. Giờ sống với bà ngoại thôi, ba thì cũng đâu có ở đây. Ba nó bỏ nó lâu rồi. Là đứa em là đi theo ba luôn. Đó là đứa cái chồng sao đó. Còn con nhỏ đó là không cha không mẹ luôn. À trời ơi. Cái nhỏ là chồng trước mà cha nó bỏ. Dạ vậy là bé này cha bỏ. Cha bây giờ nó không có cha mẹ. Trời đất ơi. Dạ nó bỏ. Vậy là con tưởng hồi nãy là ba kia là ba của bé chứ. Giờ nó có cha. Thằng đó có cha đó, con nhỏ này không cha không mẹ nè. Trời ơi trời. Bỏ rồi đâu mới có tháng nữa vậy. Dạ. Tại vì nói là khổ từ nhỏ. Chị đây là khổ từ nhỏ. Không còn mẹ rồi bà lão thì già yếu rồi. Không biết là mai bố. Mẹ con bệnh hoài hả? Không sao con. Mẹ con sao? Mẹ con làm gì đây? À. Mẹ bị gì hoài? Ờ, mẹ bị ho, mẹ bị chết. Trời ơi. Mẹ ho, mẹ chết luôn hả? Dạ. Mẹ bệnh hoài luôn. Con bị là con tây. Mẹ là công ty. Mẹ làm công ty nuôi con. Mẹ có mẹ thường mẹ rồi. Mẹ đó con tốn tiền nuôi con. Tốn tiền nuôi con? Con biết luôn hả? Dạ xin chào quý khán giả, quý mạnh thường quân đang xem kênh Bagina. Dạ thì hôm nay tiếp tục video thì em xin chia sẻ đến quý khán giả những hình ảnh ở bên trong cái tang lễ của chị đây, năm nay 30 tuổi. Cũng do hoàn cảnh khó khăn, từ ở Sóc Trăng thì chị mới lên trên Đồng Nai để đi làm. Nhưng không may chị ngã bệnh và cũng như là trong vòng vài giờ đồng hồ và chị đã qua đời, để lại hai đứa con còn rất là nhỏ cả nhà. Dạ thì giờ này thì mọi người cũng đang chuẩn bị để lo cho cái hậu sự của chị. Tôi không có tiếng với con với cháu mà. Bà cố gắng bà. Vui vẻ quá trời. Ôi khổ quá trời. Khổ từ người nhỏ nó lớn giờ mấy chú ơi. Dạ. Dạ. Gì? Ồ gì? Khi mà gì thấy cái hình ảnh này gì cũng rất là đau lòng. Tôi thương lắm rồi, Tết nó về về chuyến nào tôi cũng thương hết trơn. Có gì tôi cũng nhìn cho ăn hết trơn. Để nó khổ nhỏ lớn vậy. Đi làm mưu sinh để kiếm tiền để về lo cho con vậy đó gì ha. Thấy nó khổ. Tôi thương nó dữ lắm, nó về nó nói gì gói gì cho con ăn. Trời ơi, vậy đó hả? Còn gì gói gì cho mẹ ăn hết. Trời ơi. Cho nó ăn mà chết rồi đó. Nói con xin bà lần này nữa thôi nha. Nói vậy không á. Ủa nói vậy đó hả? Hả gì? Trời ơi, giống như chăn chối quá vậy. Trời ơi. Tôi thương nó nhỏ lớn vậy nó khổ lắm mấy chú ơi. Này khổ từ nhỏ tới giờ luôn. Dạ. Cô làm cho cái đầu tạm nhiên ở đây ha. Năm nay chị mới có 30 tuổi. Ủa, dạ. Rất là nhỏ. Rồi nó bệnh đó, nó bệnh rồi nó giấu đó. Bệnh mà giấu. Nó bệnh rồi nó thấy không muốn cho gia đình biết để sợ gia đình lo. Thấy mẹ nó nghèo quá nó không nói, nó ôm nó chịu chết. Trời ơi trời. Nó ôm nó chịu chết rồi nó. Dạ. Thương nhất giờ là bỏ lại với đứa nhỏ này nhìn dạ. Tội không ạ? Không cha không mẹ luôn, bây giờ nhỏ đó không cha không mẹ luôn. Giờ sống với bà ngoại thôi, ba thì cũng đâu có ở đây. Ba nó bỏ nó lâu rồi. Là đứa em là đi theo ba luôn. Đó là đứa cái chồng sao đó. Còn con nhỏ đó là không cha không mẹ luôn. À trời ơi. Cái nhỏ là chồng trước mà cha nó bỏ. Dạ vậy là bé này cha bỏ. Trời đất ơi. Dạ nó bỏ. Vậy là con tưởng hồi nãy là ba kia là ba của bé chứ. Bà
đó, giờ đâu có cha. Thằng đó có cha đó, còn nhỏ này không cha không mẹ nè. Trời ơi trời. Bỏ rồi đâu mất một tháng đó vậy. Dạ. Con nghĩ là bé Hân là nãy cha về chứ ai về không đâu. Nó không cha không mẹ gì đó. Vậy là chị thôi đó. Hai chị em mà một mẹ khác cha. Mẹ cha mà mẹ nó bỏ nó để cho ngoại nuôi. Ngoại chắc khóc hết nước mắt, ngoại nằm. Ngoại nó bệnh tối ngày. Nằm luôn rồi. Nằm lên máu. Trời ơi lên máu. Nhìn cái hình ảnh mà giống như là cái này đi rồi đi thành phố mười mấy năm, 20 năm rồi đó chú. Mới đi làm á hả? Đi hết trơn, bỏ nhà mới về được 2 năm nay. Trời chị bé thấy già quá, chị ba về đi, chị ba chở nó bệnh đau không có nhà cửa hả? À. Dạ. Về ở 2 năm nay. Trời ơi. Mới năm ngoái năm nay 2 năm. Rồi thằng con nó gom lại nó cắt cho ba. À, rồi đâu mấy đứa con là gom tiền lại cất được cái nhà gì đấy ha. Dạ. Mà nó cũng chưa có nguyên quẹn nữa. Chưa. Lót được trên đây mái lá. Đó lót là đó mấy bà nít về bà giữ. Ồ. Mấy giữ mấy đứa giáo thấy gì mấy lót mấy đứa nó lót cho sạch sẽ đó. Dạ. Rồi nhà này mới cũng hồi tháng 10. Trời. Này mới cắt rồi. Dạ. Hồi đó là trong đó. Trời ơi, tính ra bà ngoại cũng ra về đi bà già quá. Bảy mấy. Dạ. Bà ngoại cũng cảm khổ. Dạ. Nên cây có cũng được đó. Mà gọi ra gì ra thắp hương không? Thắp hương cho cháu đi. Ở ngoài kia tiếng ngoài kia kìa. Dạ. Nên chồng. Kiếp trong cộng thôi. Dây đi lòng biết không? Không, cái hương nó khác nữa, hương nữa. Ừ. Ừ. Hương nữa không được. Nói chung cũng đưa dẫn của chị đầy lên rồi cả nhà. Tan hết là rồi cứ ôm xuống mất cái lỗ. Con gái. Cái lỗ như vậy. Dạ tôi là cậu nó. Thầy ở chùa Kha Len hả? Kha Len hả thầy? Đâu có ở Sóc Trăng chứ không ở thành ở thành phố luôn. Tôi còn vô trong vô trong huyện nữa. Thuộc huyện gì thầy? Long Phú. Huyện Long Phú. Ờ. Thì ai mình cũng đi chỗ nào mà cần là mình đi đến chỗ đó, xa cũng đi, gần cũng đi luôn, chỗ nào cũng đi hết. Chỗ nào cần. Dạ. Dạ. Thầy thấy nói chung là hoàn cảnh chỗ nào mà khó khăn thì cũng đến, xa gần gì nói chung là gọi là đến. Chú ơi, không có bạn hết được rồi. Rồi có bạn rồi kìa. Bây giờ có cái bàn để đổi cái bàn. Cái bàn kia nhỏ quá. Không có bàn. Dạ. Thầy nói để bạn kia nhìn nó tội quá. Bàn này cao rồi nè. Thầy cảm ơn nha. Đâu mình cứ để cũng mấy đá thử coi nó cao hơn nó cao hơn nó cao ba chục qua cao gì đâu không rồi vừa đúng hả chú hai giờ nó đá là giờ qua kia nó giờ chặt gì đó cho nó tương đối với cái tinh cục nó cũng chưa có lót không được rồi không được rồi chi đầy có cái thẻ à đáng thương các bạn các khỏe chú gắng gửi về cái đó đó im con mấy cái rồi xin miếng đường dán của nó có khó cũng đưa lên này cả đưa lên đó nha 3 giờ là bà nằm ở trong luôn đó nha mệt quá bà nằm luôn rồi đó. Cái nhà còn có khó hả một đây là chắc là bên đội
cho hàng Nhật Tâm, nói chung là cũng đã sắp hoàn thành rồi. Này là mình đi từ từ phía luôn anh hả? Buổi sáng ha. Giấy tờ nó đây là cũng được. Rồi, ok. Rồi, tiếp. Rồi, nhìn Hoàng và ôm. Ôm Hoàng vài và khóc. Thôi vậy. Cái gì đây? Bà gì cũng ra hết cho cô cháu mình một nén hương. Có cái đèn rồi cô ơi. Hồi chạy hàng Nhật Tâm. Nhật Tâm cũng giờ cũng chuẩn bị đi về kìa cả nhà. Chuẩn bị về. Về vô. Đi về hết ta. Đây mấy gì cũng hấp cho cháu mình nén hương. Cho hai để cho này con của con đó là cái tên à? Dạ, thôi. À? Dạ đúng rồi. Dạ chú cho thầy. Dạ đúng rồi, dạ đúng. Để thầy hỏi thầy á. Đó là chú tâm sự với cháu. Này, hai đứa em nè cả nhà. Hai đứa em. Hai chị em. Hai đứa con quay qua cho mấy chú. Đứng đây đi. Không đâu, qua đây, qua đây. Đó là gì? Nè, nè, nè. 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 Nè, hết gặp rồi. Nè, nè. Nói là khổ từ nhỏ. Chị đây là khổ từ nhỏ. Không còn mẹ rồi à. Bà lão thì cũng già yếu rồi. Mà không biết mẹ là ai bố. Mẹ con bệnh hoài hả? Sao cháu con? Mẹ con sao? Mẹ con làm ở đây. Mẹ bị gì hoài? Mẹ bị ho, mẹ bị chết. Trời ơi. Mẹ ho, mẹ chết luôn hả? Mẹ bệnh hoài luôn. Con là mẹ là công ty. Mẹ là công ty. Mẹ nuôi con với chị. Mẹ làm công ty nuôi con. Mẹ có mẹ thường rồi. Mẹ đó con tốn tiền nuôi con. Tốn tiền nuôi con. Con biết luôn hả? Mẹ có thường gửi tiền cho con không? Mẹ tốn tiền nuôi con rồi mẹ gỡ con được 7 triệu. Mẹ tốn rồi con 7 triệu nuôi con. Con mẹ của con chết rồi. Trời ơi, mẹ của con chết rồi. Mẹ con nằm ở đâu rồi? Mẹ ở đâu? Mẹ con chết rồi. Bây giờ con buồn nhiều lắm không? Dạ. Thương cả nhà. Con buồn quá à. Con buồn hả? Dạ. Con buồn con làm cái gì? Con nhớ mẹ. Con ừ. Nhớ mẹ con. Thắp nhang cho mẹ buồn lắm hả? Dạ. Mai mốt là hết gặp mẹ được rồi. Dạ. Mấy chú đến đây cũng chia buồn với con nha. Cố gắng lên nghe con trai. Nghe con trai. Ừ. Nói đứa ruột không? Nói đứa ruột vậy, đứa bé. Bình thân ai giai quỳ dương chi tận thủy biến sáng tam thiên tận không ba đức lại nhân thì con giới hoàn tận duyên diệt thổi tiêu viên hóa diệm quả hồng liên nam tận lương địa bồ tát nam mô địa bồ tát ma bồ tát cứu lòng tâm lâu rồi khi năng lực linh thần tình truyền không biết tận duyên ở đất
đạo tràng. Tớ thành tịnh nam mô tam lợi như Bồ Tát nam mô tam lợi như Bồ Tát nam mô tam thank you.
dọc con người ở đây. Sáng nay dội cởi hạ quy là một nhiệm cầu phải qua, cầu thử thì sanh ly mà lòng con ta. Ôi hú ta ba di, hú ta ba di, mẹ tôi chẳng thấy mặt nhau. Hiểu nữ ái nam còn đóng trong thơ. Ôi đây đông ơ sanh thần dưỡng dục con chưa trả sanh. Mà nay mẹ đã thức thần bỏ chồng bỏ con yêu dân ai giữa hằng ai chân. Tôi nay nắm màu dùng sâu ba công ơn chính ta luôn. Ba năm ẩm bồng con ước mẹ nằm bồng giáo con anh. Hồi nay thiết lễ tình siêu ma chay tấm tán lên linh hồn mẫu thân. Lại ai đau lần xa. Tôi chứng hữu lòng thật con thơ dài. Hiện an phạm mô bác hạ bác pha nha bác pha lô chỉ an tâm bạc ra tâm bạc ra hồng nam mô bác hoa. Câu đô bác ra câu mô nhà ta bà thần chú ai gia. Thí thật hà sa cúng dâng hồn dây bảo ngài. Xả sang tóc thoát ô minh sanh tận độ quy y tam bảo. Phát hồ đề khu cánh đất thành vô thượng đạo. Nguyện dĩ dâng hồn quỳnh thị cầm vai đầy đồng pháp hồn. Anh tâm đặt nhật ra hồng an lòng. Con bà phát nhật ra
Quỷ năng ơi, trừ cơ khắc tiên hiến ra cha trong mơ. Và trong chi điện tam tình, khởi thân lễ tam bờ. Bình thân hộ quỳ ước lâu nhau lại gặp giống hồn sao. Đang làm lễ nhưng mà trời mưa rồi cả nhà, hai cây rồi. Và cũng tiếng linh bà viên mạng vì mời quý thầy chùa đến vì xá hương linh ba xá A Di Đà Phật. Xá ba xá đi con, xá ba xá là đứng dậy con. Cái này nó nhiễu không? Rồi mưa tới nè, mưa tới nè, cũ quá nó lủng rồi tùm lum. Bây giờ cũng sắp mưa luôn cả nhà, vừa làm lễ xong rồi trời sắp mưa luôn rồi, không biết có giọt nhiều không đây. Đứng sát vô con, quay mặt ra. Đúng rồi, đúng rồi. Đây nè, vừa làm lễ cũng như là đường vừa lễ xong thì trời cũng bắt đầu đổ cơn mưa cả nhà ơi. Dạ, thì chắc cho phép em vừa tạm vừa khép video này ở đây, cũng như là hẹn gặp lại quý khán giả trong những video tiếp theo. Em xin cảm ơn cũng như là xin chào ạ. Thank you.